Chào bạn, rất vui đã quay lại với kênh Nguyên Hồng Audio. Đây là cái chủ đề mình sẽ bàn luận về equalizer. Thì đa số những người chơi âm thanh thường có cái thắc mắc là có nên chơi equalizer hay không. Thì bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn luôn. Trước khi đi vào cái bài video phân tích này thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Nguyên Hồng Audio hãy bấm nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh của mình. Equalizer có nghĩa là một cái thiết bị chỉnh âm thanh, nó nhận tín hiệu vào và sau đó chúng ta có thể chỉnh những cái tần số. Nó có nhiều loại equalizer, có những equalizer cơ thì nó có những cái cần chỉnh, equalizer số thì nó chỉnh bằng hệ thống những cái nút chúng ta sẽ chỉnh. Thì dù equalizer gì thì cũng chức năng chính là chỉnh, cân chỉnh tất cả những cái dải tần của âm thanh. Thì ở ngoài Bắc hay gọi là lọc xì, nhưng mà trong trong Nam thì gọi là lọc, còn ở tiếng Anh thì gọi là equalizer. Thì mình thấy gọi equalizer và gọi là lọc nó chuẩn hơn. Còn gọi là lọc xì thì mình không hiểu tại sao mấy anh lại đưa thêm vào chữ xì làm gì. Nó không có liên quan gì cả. Nó không phải là tiếng lóng, nó cũng không phải là tiếng Tây, tiếng Pháp gì. Nói chung là gọi là lọc hoặc gọi là equalizer thì nó chuẩn hơn. Thì quay lại cái câu trả lời câu hỏi chính mà mọi người thường đặt ra ở đây là equalizer dùng trong nghe nhạc thì có phù hợp hay không. Mình xin khẳng định là equalizer không phù hợp để nghe nhạc nha các bạn, không phù hợp. Tại vì sao? Thì như mình nói, equalizer là cái chức năng của nó là chỉnh các tần số của âm thanh. Những cái equalizer càng nhiều tầng, càng nhiều cần chỉnh thì nó càng chỉnh, càng can thiệp vào rất là nhiều. Mà khi đã can thiệp vào thì âm thanh nó sẽ mất đi cái sự tự nhiên, mất đi cái sự trong sáng, sự sạch sẽ, chi tiết mà nó là một cái hỗn tạp âm thanh để đáp ứng được cho những cái lỗ tai mà thích bass nhiều, treble nhiều hay là thích mid nó rộng ra. Nói chung là thích phá đi cái sự cân bằng của âm thanh, cái sự ngọt ngào chi tiết của âm thanh. Thì equalizer nó ra đời. Vậy cái mục đích của nó là gì? Tại sao mình lại nói là equalizer không phù hợp với nghe nhạc, mà tại sao các hãng âm thanh lại ra những cái equalizer và lại bán những cái equalizer đó? Thì các bạn hãy để ý là những cái equalizer bây giờ có còn hay không? Những equalizer hàng mới của những hãng âm thanh nổi tiếng như Marantz, Victor, Sansui, Denon, Bioner, hoặc là Akufay nó cũng có, nhưng mà bây giờ nó còn ra hay không? Hoàn toàn không. Nếu các bạn đi dự những triển lãm âm thanh mới nhất bây giờ, hoặc là những cái cửa hàng, các bạn cửa hàng đồ âm thanh hay em, hoàn toàn không có sự xuất hiện của equalizer. Và đặc biệt chúng ta có thể xem những cái dàn loa tiền trăm triệu, tiền tỷ, không hề có sự xuất hiện của equalizer. Thì vậy thì nhiều bạn sẽ hỏi là lý do tại sao ngày xưa các hãng lại ra equalizer. Thì các bạn lưu ý là công nghệ âm thanh ngày xưa nó rất là đơn giản, nó rất là những cái nó chưa phát triển nhiều, loa phân tần nó vẫn còn yếu kém, nó không ra được những cái âm thanh nó chuẩn mực nhất, chi tiết nhất. Âm ly thì vẫn còn khá là đơn giản, đa số là âm ly đèn. Sau này âm ly bán dẫn thì cũng chưa có những mạch class A, class AB, class D hiện đại. Thì những cái equalizer lúc đó các hãng bán thêm để cho người dùng có thể cân chỉnh âm thanh theo sở thích của mỗi người. Và đặc biệt thời điểm bây giờ thì chưa xuất hiện CD. Đĩa CD là đĩa nhạc số, khi ra đời thì nó âm thanh nó khá là chuẩn rồi, nó đúng cái định dạng mà những phòng thu người ta thu thế nào thì nó ra âm thanh gần như là như vậy. Còn trước đó thì đa số là chơi này băng cối hay băng magie này, cassette này, đĩa thang này, những cái định dạng đó là những dạng analog. Chất âm của nó thiên về mộc mạc, nhưng mà nó cái độ chi tiết của những nhạc cụ nó thiếu, thì cần equalizer để chúng ta có thể chỉnh lên. Đặc biệt những cái bản phối mà bằng magie hoặc là bằng cassette thì nó thường thiếu bass. Không có equalizer thì nó muốn nghe thêm bass thì thường là rất là khó. Thì đó là lý do ngày xưa equalizer rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì lại không có. Bây giờ CD quá thịnh hành rồi, rồi đắt rồi. Những cái nghe nhạc, những cái bản nhạc kỹ thuật số nó đã trong phòng thu, người ta đã thu rất là chuẩn mực rồi, và cứ để tự nhiên như vậy, chúng ta chơi qua âm ly
từ âm ly ra loa nó sẽ hay hơn. Nếu các bạn mà muốn chơi equalizer thì đừng có phí tiền nhé, chúng ta bỏ thêm tiền, tiền đó chúng ta mua một cái đầu CD player thật là hay để chúng ta phát nhạc thì nó sẽ chuẩn cho dàn âm thanh hơn. Còn nếu các bạn không muốn chơi CD thì chúng ta có thể đầu tư một cái bộ DAC, từ đó chúng ta chơi nhạc từ ổ cứng, từ máy tính xuống thì nghe rất là hay. Vậy thì equalizer nó còn phù hợp với cái xã hội hiện đại, cái môi trường audio hiện đại bây giờ không? Thì mình nói là nó chỉ phù hợp hầu như là chỉ còn trong những cái dàn karaoke thôi. Karaoke thì vì sao nó còn phù hợp? Tại vì các bạn biết là âm thanh karaoke, những cái bài nhạc karaoke mà chúng ta đang hát hiện nay, tất cả gần như là nó lấy từ những bản nhạc nó cắt lời ra, hoặc là những cái bản nhạc người ta phối bằng organ, bằng guitar điện, những cái phòng thu người ta làm rất là sơ sài, nên không có equalizer chúng ta khó thể chỉnh được những dải âm cho nó phù hợp để chúng ta hát. Và đặc biệt giọng hát mỗi người thì có người hát dở, có người hát hay, có người hơi đuối ở đoạn lên cao thì chúng ta có thể chỉnh cái dải mic cho nó rộng ra, thì đó là equalizer nó phù hợp để karaoke hơn. Nên nếu ai mà muốn karaoke, chơi karaoke nhiều thì các bạn có thể mua equalizer để chơi. Như bạn hỏi là Nguyễn Hùng, vậy Nguyễn Hùng có bán equalizer không? Thì mình rất hạn chế bán equalizer. Thực ra mà nói là gần như không có. Nếu ai đặt thì mình vẫn bán, nhưng mà nếu ai tư vấn là mua về để nghe nhạc thì mình nói là không nên. Còn nếu các bạn vẫn cố chấp, vẫn muốn mua thì mình bán thôi. Mình bán đồ riêng, mình bán đồ nghiêm chỉnh, không có chưa qua sửa chữa, nhưng mình tư vấn thật tình thôi. Equalizer nó chỉ phù hợp với karaoke thôi. Và một điều nữa là ngày xưa thì nó phù hợp với cái những cái phòng thu hiện đại, lúc khoảng những thập niên 80-90 thì nó còn khá là đơn giản, nên cần phải có equalizer để chỉnh những âm thanh. Còn sau này những cái phòng thu mà nó những hiện tại bây giờ thì người ta vẫn có equalizer, nhưng mà đó là những cái equalizer bàn dạng như mixer, chỉnh nó khác hẳn rồi. Nên equalizer bây giờ nó đã là dĩ vãng rồi, nó đã là khai tử rồi. Các bạn đừng mong tìm mua được những cái equalizer mới của những hãng Nhật Bản, của những hãng Mỹ nha, không hề có. Có hay không, có chăng thì chúng ta mua là ở của những hãng Trung Quốc, người ta vẫn sản xuất ra để bán cho thị hiếu và những người thích karaoke ở Việt Nam. Trung Quốc thì nó rất là khôn rồi, ngay cả Văn Số thì nó cũng nghiên cứu được cho thị trường Việt Nam riêng mà, thì equalizer nó vẫn bán ra những cái equalizer trên thị trường, như là những con đời mới DBX, tất cả những cái đời mới thì đều là Trung Quốc sản xuất thôi. Còn hàng bãi thì chúng ta có thể mua những con của Nhật Bản như là Victor C70, Sansui 80, rất là nhiều, Denon, những con đồ hàng bãi chúng ta có thể mua, nhưng mà giá bây giờ lên rất là cao, 7-8 triệu trở lên, rất là phí luôn đó các bạn. Rồi thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ về âm thanh, hãy liên hệ với Nguyên Hùng Audio, có cần những tư vấn gì các bạn có thể bấm nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông để nhận những tư vấn mới nhất đến từ mình.